chào các bạn và chào mừng các bạn đang quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ với giá cao số 1 thị trường. Dạo gần đây thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi so sánh camera của một số dòng Android với iPhone. Và câu hỏi mình nhận được nhiều nhất đó chính là camera của Google Pixel 7 Pro có ngang ngửa so với camera của iPhone hay không? Sở dĩ mà Google Pixel 7 Pro được các bạn quan tâm nhiều đến như vậy bởi vì đây là con máy Android có cấu hình cực khủng, sử dụng con chip Tensor G2, chip bảo mật Titan M2 do Google phát triển. Màn hình OLED 6.7 inch, tần số quét 120Hz, dung lượng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30W. Và giá bán của em này khi vừa ra mắt, ngang ngửa với dòng iPhone 14 series, cho nên là việc so sánh giữa hai dòng này với nhau cũng là điều dễ hiểu. Và trước khi so sánh với iPhone thì hôm nay, mình sẽ dành riêng một clip để phân tích chuyên sâu về phần camera của Google Pixel 7 Pro nhé. Và hiện tại, Google Pixel 7 Pro đang có giá bán là 8.890 cho phiên bản 12GB 128GB. Đây là mức giá cực kỳ tốt từ trước đến giờ nên là mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Và nếu các bạn quan tâm đến Google Pixel 7 Pro thì hãy nhấn ngay vào đường link ngay dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra thì cửa hàng Vietablet cũng đang có bán rất nhiều dòng điện thoại từ Apple đến Android với mức giá tốt nhất. Có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các bạn, ví dụ như là chính sách bảo hành lên tới 1 năm, hoàn tiền 100% với mọi lý do, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp không đồng, hồ sơ thì bao đậu cho các bạn luôn nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Khi mà nhắc đến Google Pixel 7 Pro thì người ta thường sẽ nhớ đến sự mượt mà đến ấn tượng nhờ vào hệ điều hành gốc và bộ ba camera vô cùng mạnh mẽ. Một cảm biến chính 50MP, cảm biến siêu rộng 12MP, ghi lại nhiều chi tiết hình ảnh hơn với camera góc rộng. Camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang học 5X, cụm camera trước 10.8MP hoạt động khá tốt trong nhiều điều kiện sử dụng. Đầu tiên là camera chính. Đây là một bức ảnh được chụp bằng Google Pixel 7 Pro vào khoảng 4 giờ chiều. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy màu sắc của bức ảnh trông rất là tươi, dễ động, hay dễ hiểu hơn là mức chênh lệch sáng tối được cân bằng, không bị sáng quá hay là tối quá khi bức ảnh trông hài hòa. Sang đến bức ảnh thứ hai cũng được chụp bằng camera chính nhưng trong điều kiện thiếu sáng hơn, cụ thể là ngược sáng. Tuy nhiên ảnh chụp về vẫn rõ ràng về màu sắc như là màu nắng, màu bình chữa cháy hay thậm chí là màu của những ngôi nhà nhỏ phía đằng xa. Còn trong môi trường thiếu sáng, ảnh thu về giảm hẳn về độ tươi nhưng về độ chi tiết trong ảnh thì không có gì để phàn nàn cả. Bức ảnh này được chụp vào lúc gần 6 giờ tối. Dù khung hình có khá nhiều chi tiết nhưng mà Pixel 7 Pro vẫn không làm mờ nhạt chi tiết nào. Duy chỉ có điều là màu sắc của bức hình có phần kém sống động. So với iPhone, các bạn có thể nhìn vào hai bức hình sau, được chụp trong cùng một điều kiện, thời gian. Ảnh được chụp từ Google Pixel 7 Pro màu sắc tuy không tươi như iPhone 14 Plus, nhưng mà về độ sắc nét thì quả thật là không hề kém cạnh. Sang đến camera tele thì cũng giống như là camera chính, Google Pixel 7 Pro cho ảnh về có giải động chính xác, ít bị lệch màu khi mà bạn thay đổi góc chụp. Các bạn hãy thử nhìn vào những bức ảnh này. Đây là ảnh được chụp khi mà zoom 2x bằng hai máy Google Pixel 7 Pro và iPhone 14 Plus. Không biết các bạn có ngạc nhiên về độ sắc nét của Google Pixel 7 Pro không? Chứ bản thân mình á, khi mà chụp xong đã không khỏi bất ngờ về chất lượng của chiếc máy Android này mang lại. Những chữ bé tí ti thế kia mà Google Pixel 7 Pro vẫn có thể lấy nét mượt mà như vậy. Ngay lập tức, mình đã di chuyển để chụp zoom xa hơn, cụ thể là 5X để test xem chất lượng của camera tele này có chịu được không? Thì oh wow, thật đáng ngạc nhiên. Kết quả mang lại các bạn có thể nhìn thấy nét căng, thậm chí cả những chữ trong logo thì vẫn được nhìn rõ mà không sót nét nào. Sở dĩ làm được như vậy bởi vì Pixel 7 Pro có camera tele độ phân giải 48MP, có hỗ trợ zoom quang học 5X, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét kể cả khi bạn thu phóng ảnh. Cũng nhờ khả năng zoom quang học nên là dù quay chụp trong điều kiện khá thiếu sáng nhưng hình lên thì vẫn cực kỳ tốt. Đoạn video này được quay zoom 2X trong phòng tối có đèn yếu. Dù là màu sắc video có phần nhợt nhạt nhưng mà thành quả thu về được vẫn nét đẹp. Chuyển sang camera góc rộng thì bạn sẽ có khả năng ghi lại nhiều khung ảnh hơn và gần như là không có sự khác biệt nào về màu sắc giữa các ống kính. Video này mình đã thử quay trong phòng để các bạn có thể nhìn rõ ảnh có bị méo hay không. Và như các bạn nhìn thấy, video thu về vẫn có méo nhưng mà không bị bé cong mà lại chênh lệch độ cao theo động tác máy. Màu sắc thì được tái hiện rõ nét, chân thực trong điều kiện đủ sáng. Cụm camera trước 10.8MP, khi mà chụp đủ sáng, ảnh trả về cho bạn chi tiết tốt và màu sắc tươi sáng.
Tuy nhiên thì Google vận dụng thuật toán làm đẹp quá nhiều, khiến cho bức ảnh bị giảm chi tiết ở một số khu vực và làn da trở nên không còn tự nhiên nữa. Còn khi chụp ở điều kiện ngược sáng, tấm ảnh mất nhiều chi tiết, mềm hơn và màu sắc không còn chân thực. Một điểm đặc biệt trên camera của Pixel 7 Pro là trên camera selfie chính có hai chế độ chụp 0.7x và 1x, chất lượng hình ảnh thì không chênh lệch nhau là bao nhiêu cả. Về phần chân dung thì Pixel 7 Pro thể hiện rất tốt hiệu ứng xóa phông, làm nổi bật sự chú ý vào vật thể. Một điểm nổi bật về khả năng chụp chân dung của chiếc máy này là xóa phông mịn chứ không hề bị lem nhem. Ảnh cho ra thì vẫn giữ được độ tươi của vật thể. Quay video xóa phông, máy có khả năng chuyển nét mượt mà và nhanh chóng, đảm bảo màu sắc cho vật thể. Đây cũng là một điểm hay trên Pixel 7 Pro khi mà không cần phải lo lắng về chất lượng hình ảnh sẽ bị lệch màu. Nhờ vào tính năng chỉnh sửa màu sắc ngay trên máy, không làm màu sắc bị quá ngả xanh hay là ám vàng. Về quay video thì Pixel 7 Pro được trang bị 4 chế độ chống rung. Chế độ chuẩn đối với những chuyển động ít, chế độ khoan nét khi mà cần phải thu phóng các vật thể ở xa, chế độ hoạt động cho những cảnh chuyển động nhiều và cuối cùng là hiệu ứng điện ảnh đối với những thước phim cần động tác lia máy cho người dùng những sản phẩm mượt mà. Video này được quay ở chế độ chuẩn, lúc này thì mình đang vừa đi bộ vừa quay. Video không được chống rung hoàn toàn nhưng mà những chuyển động rung lắc này trông rất là nhẹ nhàng và không bị méo ảnh. Sang chế độ khóa nét, khi mà quay thì thiết bị sẽ cố định zoom từ 2x trở lên. Hình ảnh hầu như là không hề xuất hiện một chút rung lắc nào, mình đã phải lắc mạnh máy lên và xuống mới thấy được sự di chuyển. Còn chế độ chuyển động nhiều thì làm mình thật sự ngạc nhiên. Các bạn có nghĩ rằng mình đang vừa chạy vừa quay video này không? Thật sự là mình đã vừa chạy vừa quay đó, nhưng mà kết quả đem lại thì quá là bất ngờ. Những rung lắc này thì giống như là khi mình vừa đi bộ vừa quay video vậy. Khi thử hiệu ứng điện ảnh, điểm khác biệt mình nhận thấy so với những chế độ khác là động tác máy của mình trở nên đều hơn. Khi mà mình đưa máy sang ngang, các chuyển động được ghi lại mượt mà trông thấy. Và hiệu ứng điện ảnh cũng là điểm khác biệt giữa Google Pixel 7 Pro so với những dòng trước đó. Chế độ này giúp tạo hiệu ứng xóa phông càng đẹp, cho đoạn video chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ngoài ra thì ở Pixel 7 Pro còn sở hữu một tính năng mới rất hay, đó chính là Photo in Blur. Tính năng này cho phép máy có thể sửa hoặc là khôi phục lại những ảnh bị lỗi, nhòe, mờ nhờ con chip Tensor G2. Nhìn chung thì camera của Pixel 7 Pro được đánh giá rất tốt, phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Và đây sẽ là con máy rất đáng để các bạn trải nghiệm trong tầm giá chỉ 10 triệu đó. Và đến đây thì video đánh giá camera của Google Pixel 7 Pro cũng đã hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Huyền Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.